vợ Tuấn Hưng bầu lần 3 vẫn đẹp như gái đôi mươi, vợ Lý Hải chưa là gì. Ở lần bầu bì nào, Thu Hương cũng đều sở hữu vóc dáng thon gọn và cách ăn mặc xanh đều. Trong sự kiện âm nhạc mới đây, Tuấn Hưng hạnh phúc khoe với khán giả về việc sắp được lên chức 4 lần 3. Dù đã đủ cả nếp tẻ nhưng vợ chồng nam ca sĩ vẫn quyết tâm gia tăng dân số. Tuấn Hưng từ chối tiết lộ tháng bầu ở hiện tại của bà xã. Dù vậy, xem những bức ảnh gần đây của Thu Hương, dễ nhận thấy cô chỉ đang ở giai đoạn đầu thai kỳ bởi thân hình gương mặt không có nhiều thay đổi. Ngắm nghía nhan sắc của Hương Baby, thật khó tin cô sắp trải qua 3 lần sinh nở. Vợ chồng Tuấn Hưng sẽ đón con thứ 3 trong năm 2019 với quan niệm không nên khoe bầu trước 3 tháng. Nhưng nay Tuấn Hưng đã chủ động tiết lộ thì có thể Thu Hương đã tháng thứ 4 hoặc thứ 5. Vẻ ngoài ngọt ngào trẻ đẹp chẳng khác gì thời son rội của Thu Hương cách đây khoảng nửa tháng khi đi cà phê với bạn. Nhan sắc vẫn cực kỳ rực rỡ, không phải tự nhiên người đẹp lại có nickname Hương Baby, cụ hot girl sắp làm mẹ lần thứ 3. Ai dám tin Thu Hương đang bầu bì với body hoàn hảo như thế này. Không có bất cứ sự sưng phù nào, mặt mộc vẫn hết sức tươi tắn khi đi lưu diễn nước ngoài với chồng. Những khoảnh khắc được chụp trong khoảng tháng 11-12 cho thấy vòng 2 của Hương Baby vẫn gọn gàng. Chăm chỉ làm đẹp, giữ gìn nét thanh xuân. Vóc dáng mảnh mai ngỡ ngàng, còn nhớ hồi bầu con gái thứ hai, người đẹp thậm chí còn gầy rọc vì ốm ngán suốt nhiều cân. Tuấn Hưng quả đúng số hưởng khi có vợ gợi cảm. Giữa tháng 11, Thu Hương vẫn thoải mái mặc quần sơ vin, khoe eo thon.